mà nhiều khi huynh để thấy đệ cũng buồn lắm huynh à, có nghĩa là nhiều khi á, có nghĩa là huynh á mà coi trên YouTube này đi, thấy mấy cái đĩa clip kia tôi nói nè, quay toàn ăn ba cá và cá thịt rồi này kia, rồi câu view câu like, tôi nói trời ơi, mà người này người kia chịu coi hết sức rồi mà ba đạo rồi, hôm nào hôm nay đệ có bấm lên thì thấy gì đâu, mà hôm nay thấy lượt xem gì đâu, thấy không có gì, không có tiến triển gì trơn, không có người nào mà nó để cho nó buồn vậy á, bởi vì để đây truyền đạo vậy, để riết rồi để chẳng là bởi vì nó như vậy nó mới ế, rồi ế đạo là gì á, để biết chứ bộ, để đi bán đạo ở đây mà ở đây gốc ở đây luôn, bán ở trong chợ, vô chợ nói đạo thì nó nói đạo tối ngày mà không ai nghe. Đời như chị nọ bằng the thò tay vô bắt ai về kẹt hôm đó, mình tưởng nó ngon nhưng mà thật sự ra nó không ngon huynh à. Dạ. Nhưng mà ai mà tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Phát huệ là cái trí huệ nó lên, chứ giờ này nó kêu trí tệ là không phải, tệ xuống à. Là tệ à, đi xuống. Ha. À. Ai mà tâm bình tĩnh được thì phát huệ, còn ai mà tâm không bình tĩnh được thì phát quạo. Nó đặc biệt vậy thôi. Nên cái lý á, để nói cho huynh nghe có nghĩa nè. Huynh mà muốn cho đừng ho, đừng bệnh cái bản thân mình, nó mà huynh muốn giữ cái xác này cho nó khỏe. Bây giờ huynh hút thuốc về làm sao nó khỏe, bảo đảm huynh phải ho. Cái phổi này, rồi thứ hai nữa là cái gan mình, mà huynh mà hỏi chứ nó đâu có chịu. Gan mình ăn uống thì trung tĩnh gì mát mát, nó nóng gan quá thì ăn vô một hai trái chuối, uống một hai trái nước dừa. Còn hỏi chứ mình đè bia với rượu hụt vô mà kết này sang cái nghe dòng mà uống rượu chứ mà bệnh ít, mà huynh uống bia bệnh nhiều. Tại sao? Cái rượu á, huynh biết tại sao mà nó uống bệnh ít không? Tại vì cái rượu nó uống có số lượng, nó có giới hạn. Mà rượu ngày xưa chứ còn bây giờ rượu còn chết, nó giờ nó rượu đâu có khác đâu. Hả viên thuốc vô huynh uống thì huynh chết chắc. Rồi chứ bây giờ cái bia là nó uống ở đâu có giới hạn đâu, uống ở cái kết này sang kết kia vậy. Cái hỏi chứ bây giờ này đầu tiên để nói cho huynh biết, uống bia nó chưa có hại mạng huynh trước thì nó liệt hai quả thận huynh trước, có nghĩa nó lọc nước quá bên trước, có nghĩa là hỏi chứ một ngày mình lọc có 2 lít nước mà uống một kết bia như vậy là nó lọc, huynh nghĩ là nó chạy tốc độ thai gì cái máy huynh à, chạy được 40 năm. Nhưng mà nó chạy một ngày là 1 lít dầu thì chạy được 40 năm, thì huynh tí nếu mà cái máy huynh chạy một ngày là một kết bia thì huynh nghĩ rồi, nó chạy thì tính ra cái thời gian của nó thì nó liệt hai quả thận trước, thì chỉ có mình tính 40 năm mà bây giờ nó chỉ có 10 năm là liệt quả thận rồi, tại nó chạy vậy tính là cái ga là tốc độ đó, mình chạy từ được 3 tháng thì xe mình chạy ở sòm sớm thì chạy là 3 tháng nó mới hết xăng. Mà huynh nghĩ là nếu mà nhiên liệu huynh thì chạy tối ngày vậy thì nó chỉ có là 3 ngày là đứt rồi, nó sụt hẳn lại, nó giảm lại vậy đó. Thì bây giờ là nếu mà giờ nè, để nói cho huynh nghe có nghĩa tu giải thoát là sao. Bây giờ là nếu mà giải buông ra cái thoát ra cái khỏi hồi xưa, để là hút thuốc giữa chân huynh quốc hút thuốc hồi 9 tuổi, bỏ không được đâu, nó nghiện ngập mà nó ghiền. Tôi nói gò bãi thổn thôi, tôi nói hãng ngang tới là tôi nói nó nhớ còn hơn ông nội ông cố. Nó hỏi chứ bây giờ, hỏi chứ bây giờ mày giết mày quyết là thuốc mà để đội trên đầu à. Nói thời ơi thôi mày làm chứ thiết khổ, mà tôi nói nhớ cha nhớ mày á thì còn để 2 bữa 3 bữa về thăm, còn nhớ thuốc có một chút xíu à, đi bắt nhiều ngoại chút xíu mà vậy mà còn quay đầu chồng chở vô mà đi về nhà mà lấy cái thuốc hút, mình thấy nó khổ tao chứ. Vậy thì bây giờ là cái hả chứ bây giờ đó thì huynh nghĩ coi muốn mày giải thoát thì huynh giải ra một cái thoát là thuốc là thay là nó khỏe đó. Rồi cái đầu thứ hai có giải qua bên ba cái rượu là khỏe nữa, thoát. Mà giờ thoát từ cái đi rồi ăn chay hả, mà hỏi mày ăn chay chưa được, bây giờ mà hỏi tao cho mày ăn ngày có cá sống rồi nó tươi tươi thôi, giờ tao cũng còn cho mày ăn thịt chút đỉnh. Rồi bây giờ là tôi dám nói hen, cái người nào theo cái đường lối của tôi chỉ sau này dù cho không đắc đạo đi chăng nữa cũng chứng vậy, có nghĩa là thoát khỏi cái kiếp luân hồi này. Có nghĩa là sao, cũng còn ăn chay nhưng mà tôi nói ông là một tháng bao nhiêu bữa. Bây giờ học sinh bây giờ là học á, ông thầy giáo lấy cái điểm nhiều, ông thầy giáo thì ông lấy 5 điểm là trung bình á, phải không? Bây giờ một tháng bao nhiêu bữa, 30 bữa. Bây giờ tôi nói là nhớ tưởng Phật như ăn cơm bữa, giọng cụ quyền sớm tối màu. Bây giờ ông lấy 2 cục mốc, ai mà ăn chay không được đó nghe. Nhưng mà sau này mình nói không có được, mình nói giống gì là mình nói là cái bậc trung, có nghĩa là sau này mình không có được làm thầy làm tổ mà truyền đạo giáo đạo này kia là không có được, có nghĩa là nhưng mà mình được làm dân lạc quốc hưởng sự thái bình an lạc, có nghĩa là mình cũng tự do tự chạy, giống như là dù cho mình là người trung đó, không âm không dương,
chứ không có nói gì chi mất công nha. Nó không âm mà nó không dương là nó người trung bình. Đây là người trung là nằm ở chính giữa để nói cho huynh nghe. Đúng kiểu mà không cực thiện, chọn lành chọn sáng nhưng mà nó không có tối. Nhưng mà nó không tối, nó không u mê. Nên để nói cho huynh nha. Dạ, huynh bây giờ giấc sáng á. Dạ. Dạ, để cho huynh ăn thịt á. Dạ. Buổi chiều để cho huynh ăn chay. À, buổi sáng ăn thịt, buổi chiều ăn chay thì một tháng 30 ngày thì huynh làm được nhiêu? Một tháng 30 ngày huynh làm được 15 bữa rồi. Dạ. Ừ. Thì bây giờ 15 bữa này rồi bây giờ huynh đâu có cần phải năn nỉ cái ông thánh, ông thần, ông nào mà phải mà năn đỡ. Còn dầu khoảng tháng ăn chay có 4 bữa à. Còn 26 bữa kia, còn 26 bữa kia ăn thịt rồi bắt đầu cái kêu ông ba, ông hiệu trưởng bắt đầu năn đỡ cho học sinh rồi lên. Tôi nói dòng năn đỡ á, cũng tùy theo con mà năn đỡ. Thí dụ như ta ăn chim mà lỡ á, nhiều khi ta trễ học hay là vô trễ mà cái trí nó cao thì ví dụ như ta năn đỡ lên á thì cái giống chim nó đã nó sáng với nó xiên, à, nó bay vào được với nó nhẹ. Người ta vớt vô, ta biết cái người này vớt vô được, người ta mới năn đỡ lên này, cho nó thẳng cái đà nó bay lên luôn. Còn ông thì giống người vàng dịch xiêm với gà công nghiệp không à. Mà hả, đỡ năn ông lên, buồn xuống, 1, 2, 3 buồn xuống, người nó gớt xuống, nó dập ra, cái dập bộ lòng, mau chết tiêu chứ làm gì. Mà giận gà công nghiệp, mà tôi nói còn chưa, đứa sẵn chắc cánh chưa, lên, 1, 2, 3, dục ra, gớt xuống cái bành. Rồi chứ, mình nghĩ năn đỡ vậy lên rồi bay được. Ê, dạ. Nghe cũng không được đâu. Bây giờ tôi nói cái người nào mà ăn chay á, tôi nói cho huynh nha, ăn chay mà kiểu như bây giờ là ăn chay một tháng có 10 bữa như câu đài đi. Tôi nói câu đài hổ chứ có nước mà thầy đã, mà câu đài là khó lắm á. Câu đài có nghĩa là thầy dạy mình là mới đầu vô là mình ở đây thầy dạy vô 4 bữa rồi nâng lên. Còn cái này là câu đài mới vô phải 10 bữa. Mà 10 dạ. bữa mà cứ đứng ở chỗ đó 10 bữa hoài quá nước đem ra câu xấu luôn, không có lên được lớp nào. Nhưng mà đài vô 10 bữa cái đứng chết chăng đó. Còn tôi cho huynh nè, sáng huynh cho ăn thịt á, chiều ăn chay. Nhưng mà bây giờ nè, mình đi lại chợ đi, thí dụ như bây giờ tôi nói cho huynh nghe, à, tôi chỉ đâu đó đây, chỉ rõ đường đi nước bước, đi từ cấp nào huynh biết cấp đó. Có nghĩa là bây giờ là mình cũng ăn là cái con vật, nhưng mà giận cá lóc người ta đập đầu ta mặn thịt ta cắt mang rồi này kia rồi thôi, vậy lấy con này về kho ăn đi, nó cũng còn máu me lòng thòng đó. Còn như mà mình ác ý mình chỉ con thông thao này đập là vì mình nó mới chết. Thịt heo quay cũng vậy, thịt heo quay thì cũng ăn, nhưng mà hỏi chứ mình người ta quay sẵn là ăn, còn mình hả kêu mời quay cho mình con vậy mà vì mình nó mới chết. Yeah. Nhưng mà có vậy nè, lễ 20/4, 30/5, 1/8/9 Quốc tế phụ nữ, ngày giỗ, ngày này kia. Thì thay vì tôi nói cho ông nghe, có nghĩa là bây giờ là thôi thay vì vậy, cái gì mà cái nỗi vui của mình là không là cái nỗi buồn của người khác thôi. Những cái ngày lễ giỗ nè, ví dụ như giỗ ông có xuống chỗ nước mặn, ông mua tôi hay, ông muốn cho cái gì ông có tốt còn tốt. Vậy là ông khoái vậy, ông muốn cho bền lâu rồi gia đình mình cho nó đầm ấm. Thì tất cả những cái lễ này cho nó đoàn tụ, thì bây giờ là ông mua, ví dụ như nhà ông 4 người, cái ông ta thả 4 người yêu. Là ông mua 4 cá kèo ông thả ha, mua 4 ếch ăn cho đoàn tụ. Về đoàn tụ thì ông làm cái cảnh đoàn tụ ông tụ. Thì ăn thì làm chia ly, nhưng mà ăn tôi không chỉ nữa. Tại vì tôi cũng còn ăn. Nhưng mà sáng ông ăn chay, chiều ông ăn thịt. Tôi cho ông ăn rồi một tháng là 4 bữa. Ông ăn buổi sáng á, ta nói ủa sao ông ăn gì kỳ vậy? Tôi nói ông mới gì kỳ á. Tôi chỉ cho ông coi có nghĩa là 14 gầm. Là chiếc ghe ông phải đào cầm là hai cái lái và cái mũi. Thì ông phải cầm cho nó chuẩn, đừng cho nó bê từ lưng hay giờ gắt hay là gối cỡ nào. Ông cũng phải là mấy bữa này ông không được là dù cho đám tiệc mà lớn lao cỡ nào ông cũng không được là buông thuyền nha. Có nghĩa là ông phải vô đào là bữa 14 và bữa gầm ông phải giữ nè. Rồi bữa 29, bữa 30. Còn cái bữa mùng 1 gì đó, 29 là ăn. Đừng có nhảy giữa mấy bữa bà ăn nhảy rồi nói bữa này ơi tháng mấy, tháng mấy mày 29 mùng 1 cái bữa nay cái này cái bữa cái 29 cái bữa nó vậy là 30 một tháng này có 30 à. Cái bữa này cái 29 cái bà ăn thịt, bà còn ăn cái bữa sau cái 31 cái bữa kia cái bà đổi trở lại. Bà nội có nhiều đó cũng thấy mù hửng ha, cái bữa sau với bữa đầu á, cái bữa nào có đám giỗ đám tiệc có đổi tới đó luôn. Tôi nói là mình tu không có được nhảy tới nhảy lui và như viện á truyền cây vậy. Ăn chay ăn thịt, nhưng mà tôi nói coi cốt nghe, vô mà đạo một lần, một là nói là chắc cuốn vậy, có nghĩa là mình lấy cái bữa 14 với bữa gầm là ăn chay suốt nè, rồi cái bữa 29 với bữa 30 là ăn chay suốt nè, rồi bắt đầu cái bữa sáng là mình ăn thịt nè, buổi chiều cứ việc ăn chay, buổi sáng ăn thịt, buổi chiều ăn chay, chia ra làm hai cử. Người ta tu khổ hạnh ta ăn hai, ta có cử rồi, còn mình hai cử được rồi. Tôi nói với huynh á, rồi mới mốt á buổi chiều á mà có đồ ăn thịt huynh đừng có đổi qua nó hơi bữa nay đổi lại rồi kìa. Cái đó hả nó quậy rồi là sao mà không được nha. Cứ suốt
nhất định là như vậy dùng cho tôi là tôi dám bảo đảm với huynh là được làm dân lạc quá khứ sự thế bình ha an lạc ha ta người nào không tới cái ngày dỗ ngày lễ là huynh cứ mua hỏi gia đình huynh hai mấy người muốn đừng cho nó đoàn tự nó đừng cho chia liền cái thả bốn con cho gia đình mình nó xung vầy hoài con hỏi chứ mà gia đình mình bốn người mà về cái chết là chia ly hết rồi hai nhà nhà trống nhà mái chia ly ra rồi mơ mốt mà gì cảnh mình cũng phải bị chia ly thôi tại vì mình làm chia ly thì gia đình không đoàn tụ thì tôi nói vậy thôi đơn giản rất là đơn giản nên mình tạo cái cảnh thuận duyên thì không bao giờ mình gặp nghịch duyên còn tu á giải là bỏ giải là buông ra là giải nó giống như hạt giống mà quân cầm tay là dung là giải còn nếu mà cầm lại thì nắm lại thì nó nặng và nó mệt mà nắm lại thì phải giữ bởi tôi nói khi mà mình làm chủ với làm tớ mình không có biết lúc nào mình làm chủ mà khi nào lúc nào mình làm tớ nữa tại vì chủ tớ nói ủa sao hồi nãy thằng đó giờ nó làm chủ tôi nhưng mà làm chủ vậy chứ trong một lúc đó làm chủ được một lúc à nhưng mà trở lại là ông làm tớ lại rồi tại vì tôi đẩy lúa cho ông nè ha đẩy muối cho ông thì trong lúc này ông làm chủ tôi nhưng mà tôi đẩy cái đống muối lên tôi giao lại cho ông là lúc này ông là ở đợi là cho tôi tại vì cái đống này tôi vợ tôi dãy lên đó thì tôi giục đây thì ông phải giữ hay mưa ông phải đậy điểm mình thì ông phải coi mà tiền không phải trả thì bây giờ thì ông làm thì tớ lại rồi mà nhưng mà tôi làm một chứ ông phải làm hai tại vì hồi nãy á thì tôi làm mướn ông á là có một lần thôi rồi nhưng mà ông phải trải qua hai cái chu kỳ với tôi nói nhân quả thì nó nhân ra làm hai có nghĩa là sao bây giờ á thì tôi nói cho huynh nghe có nghĩa là bây giờ nè hồi nãy tôi đẩy lên là tôi làm mướn à rồi bây giờ là tôi đưa cho ông lên ông đây là ông coi là ông là bảo vệ rồi mới mốt ông bán cái đống muối này ông làm kế toán cái nữa là thí dụ như hồi nãy tôi làm mướn có một lần mà giờ ông phải làm mướn hai lần làm kế toán và làm bảo vệ ông thấy chưa bởi vì cái giường kiển vậy ông kiển nói ôi ông thầy ông coi giường kiển tôi thấy đẹp không à đẹp ở giường kiển của ông mới mua đó hả ông nói ừ ông nói ông biết một cặp là 10 triệu đó cặp ma sứ 10 triệu quỷ sứ 10 triệu rồi cặp mai 10 triệu rồi rồi cặp này kia 10 triệu ông làm cho 5 cặp tôi nói 50 triệu chứ ông nói ông thấy đẹp không tôi nói vậy ông mua vậy về ông biết ai làm chủ không nói hời ông khùng quá vậy chứ tôi mua mà không lẽ vậy ông làm chủ chứ tôi hỏi ông nhà sứ bây giờ nha đố ông vậy chứ ông chủ mần hay lính mần ông nói thì lính mần chứ ông chủ đâu mần phải không dạ huynh nghĩ phải không vậy bây giờ cái cặp ba giường mai thì hồi nãy ông nói không sai thiệt ông nói thì bộ tôi mua mà ông làm chủ mà tôi làm chủ thì đúng rồi tại sáng rồi chẳng những mà sáng ông phải xúc tại vì tôi đi phát quà tôi đi tiền đạo thì sáng tôi đi ngang qua ổng thì ổng kêu tôi uống trà coi kiển cảnh tôi nói ơi cái kiển ngày bữa nay cái tàn bị lép bên đây nè mà hãy chăm xong với cái lá nó bị vàng rồi đó phải xịt nước cái tưới nước vô thêm dạ vậy tôi hỏi ông nha ông thấy tôi mà vừa ông vừa chăm nước trà cho tôi uống rồi bắt đầu tôi ngồi tôi uống rồi tôi chỉ cho ông nữa vậy ông thấy tôi cái phải ông chủ không còn ông á là vừa bẻ tàn này rồi đi tưới nước nè rồi chăm phân nè bón phân vậy ông nói là ông chủ hà tôi nên huynh đăng thế trần nó tạm giả nó gạt đời tao huynh à có nghĩa là trong gan tấc mà huynh thấy không? Bởi vì để nói cho huynh nghe có nghĩa là trong vòng một khúc để lật trở lại là cái dáng bài nó lật trở lại cho huynh coi liền yeah. Thấy huynh thắng 100% rồi đó nhưng mà để cho huynh đi trước đầu xuông là ăn ngon rồi đó mà vậy mà đụng đầu rối thua vậy hả thấy đầu sạch là ngon hả mà cái đụng đầu dơ vậy thua đầu sạch thì đụng nắng lên tét bét hết trơn nên cái lý á trong xuôi nó có ngược mà trong ngược nó có xuôi nhưng mà cái dần của đệ đó hen cái dần ngược á là nó mạnh à còn cái dần xuôi của huynh là nó yếu nó ủa sao dần xuôi mà nó yếu đây nè tại sao đệ mới chỉ nói rồi chị chỉ cho huynh coi luôn giống như dần ngược cái dần ngược nó mạnh mà dần xuôi nó yếu có nghĩa là dần xuôi giống như cha như huynh thả theo nước theo gió á yeah. Là nó theo chiều gió nó theo là nó tấp đâu tấp đó còn cái dần ngược đó cái con nào nó mạnh lắm nó chạy ngược lắm giống như con cá đi nè để cho chỉ con cá hồi không có con cá nào nó mạnh bằng con cá hồi có nghĩa là nó chạy về hồi đó nó sanh á nó là từ cái giống của nó huynh biết á là cái giống nước ngọt nó sanh á ở thượng nguồn thì nó qua suối nè qua gền thác nó về trên đỉnh nó trong biển hồ á nó ở trong đó khi mà đẻ ra thành tinh bột á thì nó ăn nó theo cái dòng nước nó xuống nó trôi từ 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 nó mới ra tới biển khơi yeah. Con cá hồi đó
khi mà nó có trứng, nó ôm trứng xong rồi nó quanh trở về cái thượng nguồn của nó chạy ngược trở về là con cá đó. Huynh nghĩ là nó về cái nguồn cội, chỉ có một con cá nó gọi là cá hồi, là nó hồi về. Tại sao giống nó, tại sao kêu bằng cá hồi? Thì ông nghe cái tên ông biết liền, tất cả những cái gì cũng kêu là cái tên đó là mình Huynh đã biết. Thì con nhái đâu Huynh biết không, là nó nhái con, là nó con nào nó nhái con kêu chiều là bắt nhái rồi, con kêu giống hồi chiều rồi nhái lại. Như là tôi nói à, alo alo, bây giờ Huynh bắt trước tôi nói lại như tôi vậy là phải Huynh nhái được không? Dạ. Yeah. Vậy thì con nhái. Nên mấy con cá hồi thì Huynh nói đó, nó mạnh nó mới chạy về thượng nguồn. Nên nếu con cá mà nó chạy về nước ngược được thì con cá nó rất mạnh. Mạnh không? Dạ. Còn cái con cá mà thả theo nước xuôi rồi đụng cái bề nào nó tấp bề đó thì con cá nó là con cá yếu, mà nếu mà con cá mà nó thả theo dòng nước thì con cá yếu là con cá chết, là con cá sình. Phải vậy không? Con cá yếu. Dạ. Là loại con nổi là nó cũng trôi trở về. Rồi con cá chết thì nó lên không nổi rồi nó cũng trôi, mà con cá sình thì nó phình bụng lên luôn rồi. Con cá vậy là lên không nổi là cá yếu, cá chết rồi cá sình. Con con nào về thượng nguồn mới vậy tao nói á. Ăn chay ăn lạc này nha, mà phải Huynh phải vượt qua. Vượt qua rồi qua anh thời gian thôi, tại tôi nói cho Huynh nghe. Mình chạy ra cái nước này vậy, nhiều khi tôi nói không ai tin. Ăn chay mày lãnh hội như tôi vậy là chừng 7 năm. Bây giờ Huynh mà ăn thịt ăn cá này kia, hỏi mấy người mà ăn thịt cá mà đừng nói chi, đi ngang qua cái tôi cũng biết mùi rồi đó, đâu có bây giờ này, ngày xưa là mấy người mà tu tiên á đâu có cần là phải là coi là cái gì, biết mình ăn gì nữa. Tại vì nó tót ra cái nước của Huynh nó chảy ra, Huynh ăn thịt về thịt bò thịt cá rồi này, cái nghĩ nó cái nước Huynh chạy qua làm sao thoát khỏi cái mũi của người ta, là ngửi qua ngửi này kia, cái mùi của Huynh ngang qua cái tao biết liền. Cái ổ ong nó đóng bảo đảm với Huynh đó là cách tự ly tôi 100 thước là ở đây tôi nghe mùi rồi đó, đừng nói chi mà cái mùi tổ ong ha. Đừng có nói chi mà cái con người mà đứng sát bên tôi, đặc biệt cái mũi của nó tự nhiên rồi nó lãnh hậu vậy thôi. Yeah. Chứ ngày xưa mà tôi còn hút thuốc, ai hút thuốc tôi đâu thấy hôi, mà giờ mình không hút cái mình nè, cái nhà tôi vậy chứ mấy tôi nói vô nó hút thuốc nó chơi gì là tôi về tới nhà là tôi biết nó vô nó hút thuốc rồi. Tại vì cái mùi của nó là vô mà mình cảm nhận, bởi vì tôi nói cái đừng có nói mấy anh kia đi kiếm ổ ong rồi kia, mình nghe cái mùi ở tổ ong là cách 100 thước là tôi nghe cái mùi luôn á, đừng có nói nghe cái mùi tổ ong nồng nặc cái chứ bộ. Nên cái lý của tôi nói cho Huynh nghe, bởi vì Huynh đệ mình thì tôi nói nè, có anh thời gian thì Huynh để mà có thành lập nhà từ thiện, có thời gian nào có đồng đạo nào mà nhiều khi Huynh để thấy đệ cũng buồn lắm Huynh à, có nghĩa là nhiều khi á, có nghĩa là Huynh mà coi trên YouTube này đi, thấy mấy cái đĩa clip kia tôi nói nè, quay toàn ăn ba cá và thịt rồi này kia, rồi câu view câu like, tôi nói trời ơi, mà người này người kia chịu coi hết sức rồi, mà ba đạo rồi hôm nào hôm nay để có bấm lên rồi thấy gì đâu, mà hôm nay thấy lượt xem gì đâu, thấy không có gì, không có tiến triển gì chứ, không có người nào mà nó để cho nó buồn vậy á, bởi vì để đây truyền đạo vậy, để biết rồi để chẳng là bởi vì nó như vậy nó mới ế ế đạo là gì á, để biết chứ bộ, để đi bán đạo ở đây, mà ở đây gốc ở đây luôn, bán ở trong chợ, vô chợ nói đạo thì tao nói đạo tối ngày mà không ai nghe. Đời như chị nọ bằng the thò tay vô bắt ai về kẹt hôm đó, mình tưởng nó ngon nhưng mà thật sự ra nó không ngon Huynh à. Dạ. Yeah. Bởi vì để nói ra cái gì nó cũng phải, nhưng mà có bền chí đi, có một ngày nó sẽ thông thả. Để nhờ cái truyền thông của Huynh nè, Huynh biết không, có để nhờ cái truyền thông mà đặng nói lên nó sao chứ, đúng ra mỗi lần vậy để gặp ai người ta cũng kêu nói đạo, để đâu có hà tiền, nói thì nói với một khang tiếng chân khí của lợi, luồng chân khí của lợi, mà nếu mà mới xuống núi một cái nói ầm ầm ầm, mình sống khác một cười ào 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 á, đạo của ta chánh gì dương ta phát sống vậy á. Yeah. Chứ còn ta nói rồi ôi ta nói rồi ông sao ông nói mà ông vỗ tay rồi ông cười ị ta nói đạo, tôi nghe nói người ta đạo nhẫn nại nhẫn nhục rồi nhẫn nhịn rồi nhẫn này nhẫn kia, tôi hỏi bây giờ ông thích xe tôi không, tôi cho ông xe tôi đó, rồi ông thích quần áo tôi cho quần áo ông, nhưng mà chánh pháp mà không có thể là nào mà như là nhịn mà cho mà nhẫn nại nhẫn nhục, cái đó là đâu phải đạo tu. Cái người mà nếu mà ông thấy ông thái tử ngày xưa là thiệt ra không, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ đó, dốc ngọc đông cung tức phế liền, có nghĩa là ông dứt á là ông bỏ luôn một phát một, ông cho ông luôn cũng được nữa. Nhưng mà cái chánh pháp ổng với bà la môn rồi, ông nói hồi xưa vậy là Phật cái với bà la môn rồi, chắc mấy cái đạo kia mà nếu mà Phật không có đấu rồi không có thử trí rồi không có luyện tài thì ông nó không có nhẫn nại nhẫn nhục gì, vậy cái đạo ổng duy truyền được tới bây giờ ha, cái đạo kia nó quýnh sập liền,
như tôi đứng ra tôi nói đạo vậy nè, nếu mà cái đồng đạo nào mà nếu mà bây giờ là thấy thì giống như để chỉ cho huynh coi hai con chim, có nghĩa là người ta đi gầy chim quất hay chim cu hay là gầy tất cả con gì, nghe các con là nó ghét nhau có tiếng nói ha, tiếng gái lên YouTube này mà những cái người nào mà học đạo mà chưa có thông ha, nghe để nói như vậy là nó đi tìm tới là đặng là khai chiến là đấu võ mồm liền. Nhưng mà không phải chuyện chơi đâu, nhưng mà để nói với huynh mà kiếm một cái người để mà lại đàm đạo đàm thầu với lại đã tới kinh tạng để cho mà lực và lựng, chứ không phải nói là để mà chơi còn lựng không nổi là vô là dừng vài ba câu là ngầu nghe luôn. Tại huynh nói chơi vậy, vậy nhiều khi thì tất cả những anh hùng mà như là Lưu Sơn Bạc vậy nghe, bởi vì huynh kéo ở trên YouTube ấy cái chuyện này kia, nhưng mà tại vì để nói cho huynh nghe rồi, có nghĩa là bây giờ tất cả những kinh sám thuộc lào lào như cháu, nhưng mà có cái á hội lợi là không có biết gì cái Phật sao rồi làm như thế nào, mình phải biết cái đường lối mới tu được, không đường lối rồi sao huynh tu. Mà gì đi về lâu em tự hỏi chứ lâu em tự rồi đi về đường nào, nói đi nghe coi biết đâu. Nhưng mà mình kêu người ta đi về lâu em tự, lâu về em tự không biết lâu em tự đâu rồi sao đi, rồi kêu ăn chay ăn mặn ăn lạc thì cứ có nhiều đó hỏi tôi nói, mà nói tới đâu thì nói chứ mà không hiểu gì trơn hỏi chứ, rồi thì tôi dịch giải hoài thì cũng y vậy thôi. Nên đạo gì để nói cho huynh nghe, có nghĩa đạo là chỉ nói về lý, không có nói gì đúng sai, có lý là nghe. Bởi vì tôi nói là nước này tại sao kia nước Việt Nam, bởi tôi nói luôn cậu của đệ nữa, đệ lúc đó mà thời 54, 54, 53 rồi đó, đâu biết đâu. Đệ nói ủa sao cậu nói hồi đó cậu đi ra ngoài Bắc hả, nói hồi đó tao đi ra ngoài Bắc mày, đi Bắc hồi đó đi tập kết ngoài á, nói cậu đi ngoài tập kết ngoài ủa cậu mày sao cậu đi tập kết ngoài, tại sao mà kêu cái từ đi ra ngoài đi tập kết, chứ không nói gì đâu, tao đâu biết mày, không nói đi tập kết tao chứ quên nghĩ tập kết nữa sao. Hỏi chứ bây giờ, đi thời gian sau này thành lập lên rồi mấy ông đi cách mạng rồi, tao cũng đi cách mạng rồi, đi tập kết tao nói. Rồi vô cách mạng là theo như cậu nghĩ cách mạng chứ. Ồ cách mạng cũng không biết mà tập kết cũng gần, mà hỏi mấy ông kia gặp kết xong mấy ông mà đi mà từ xưa rồi tao hỏi mà ông không biết nữa. Tôi nói nó dễ lắm Quỳnh à. Quỳnh nghe cái tên là Quỳnh biết liền. Không cần suy nghĩ và nghiên cứu, có nghĩa tập kết có nghĩa là hồi đó giờ cậu có biết bắn súng hay là cậu biết chọi lựu đạn không? Thì đi ra ngoài bắt ông ngoại nó ra ngoài nó tập cho cậu chọi, có gì ra ngoài là lúc mà quýnh điện nguyên phủ nên kéo tháo pháo rồi tặng địa là quýnh cái đường từ nam ra bắc. Tại sao mà từ nam ra bắc, từ nay từ nam ra bắc là từ bắc vào nam, thì hai cái từ nó cũng y nhau, có nghĩa là từ bắc và từ nam ra bắc là không biết sao lúc đó là phụ quýnh cái đồn mà chánh phủ ở ngoài Hà Nội ngoại, thì ông đại tướng Võ Giáp ổng quýnh cái điện phủ đó, ổng bắt sống được đề cắt được đi nên ổng diệt được ông tướng này, ổng lên ông tướng nói chứ ở đây Việt Nam mình làm gì có tướng, nên ổng diệt cái tướng này, nó quýnh đó là hỏi thời đó thời Pháp không, nên ổng diệt Pháp thì diệt tướng ổng lên tướng, nên tôi nói cho ông nghe nên là hỏi chứ đi ra đây đi ra đó thì người ta kêu bằng là tập kết, thì ra ngoài ông cậu ông tập nè, tập thì ông tập bắn súng rồi ông kết thì kết cái gì. Ừ, kết bạn, ví dụ như ông này ở Long An, là ông ở Tiền Giang, còn ông ở Singapore thì kết bạn, còn qua xong thì ông kết bè. Vậy tập kết, kết bạn thì kết bè, qua xong còn kết bạn, hỏi thăm nói chuyện vậy. Mà Quỳnh nghĩ để nói cho Quỳnh nghe, nhưng mà hỏi lại Quỳnh không biết. Đó cái chuyện, giống như hồi nãy cái máy Quỳnh để nó tự trên kia xuống thì nó đã rớt rồi. Mà kiếm thì Quỳnh phải tháo ngược lại mới kiếm được, còn bây giờ chạy xuống tuốt với cùng người cơ luôn rồi, nói tao đi kiếm nãy giờ mà sao không gặp. Hồi có hổng có ông kia cũng khôn đó, nhưng mà ổng quên, có nghĩa ổng làm dấu đàng hoàng, có nghĩa cái điện thoại ổng nè đang bơi xuồng thì cái điện thoại ổng là rớt ngay chỗ này, ổng lấy cái dao là ổng gạch ngay chỗ cái be xuồng là làm dấu chỗ đó, đạn cho đừng chạy tới chợ lưu đạn chút, ổng cũng hay chứ chút nữa đạn xuồng mà đầu meo là không nhảy xuống cái chỗ cái làng này là ổng mò điện thoại. Nhưng mà cái ý ông thì nó cũng tốt, nó cũng đúng, nhưng mà đặc biệt chiếc xuồng thì hồi nãy nó ở trên Tiền Giang, còn giờ nó về tới tận rồi ngồi nhảy xuống ông mò về, mình nghĩ nó cũng đúng, ông làm vậy cũng hay, nhưng mà chặt địa điểm. mình thấy thì nhưng mà cái người mà có tư duy tròn hoàn thì người ta nhận biết được là trọn y sáng.
Còn nếu mà không ấy mình chỉ hiểu được một góc độ thôi. Có nghĩa là cũng đúng điểm nhưng mà nó khác chỗ nhưng mà không phải cho ông là vậy là vợ cũng phải có là một cái lý tưởng cũng là hay ý đúng cái ý cũng hay. Tại vì ở đây mà rớt đây thì quẹt đây là chắc cú, nhưng mà có cái thì sợ chút mình đi tới đi lui rồi thì kia là nó lộn dấu rồi chút nó xuống nhảy không được. Bữa nay là chừng nào mà cặp bến vô xong là xuống lộn nhưng mà quên sạch biển thì bên đấy nè cái chỗ này nó rất hay. Cái ý nó của mình thật ra là người tu nó cũng vậy thôi. Ai cũng muốn tìm cho mình một cái con cái phương pháp tu để mà có kết quả, nhưng mà bản chất là nó hợp thì không hợp nữa, rồi nó có đủ duyên hay không nữa. Thì cái chỗ mà ai cũng gạch đó thì cũng gạch, nhưng mà xuống đúng cái điểm đó thì nó như thế nào Quỳnh có thể chia sẻ trong cái con đường của tại đây nha, nói Quỳnh nha, cái tu đây nè, không phải làm nhanh mà chỉ làm từ từ. Nên người ta kêu Quỳnh là có khi nào mà người ta kêu mình làm mà nhanh thiện không? Người ta kêu Quỳnh làm từ thiện có nghĩa là chậm chậm từ từ. Quỳnh hồi nãy Quỳnh tính là sức của Quỳnh giờ bung ra là thôi vậy bữa nay tôi trắng mẹ nó luôn 700 bịch đậu nành luôn mà một bữa mà bằng một năm của ta. Nhưng mà Quỳnh biết không, đâu phải mình ăn chay cũng vậy, đâu phải ha lại diện gì cái gì cũng phải từ từ, từ bước mình làm mà. Nhưng mà không phải là cái số nhiều nhưng mà cái số bền bỉ của nè, có nghĩa là nè cái con kiến vậy nó tha quên phải không, đâu có cái lần mà nó tha cho nó đâu có nhiều đâu, có chút thôi, nhưng mà kiến tha lâu riết nó cũng vẫn đầy ổ xếp cùng một chỗ làm của cải chung đến khi đối lòng, cùng ăn vui sướng cùng quân đến tướng một dạ như nhau. Không biết ở đâu chứ kiến nó không sống riêng rẽ là vậy, còn mình á thì ưa có phân tách và chia rẽ. Mà nếu mà tôi bảo đảm quên luôn, ở trước quên phân là sao nó tách liền, phân nó mới tách, còn nếu mà không phân thì nó không tách đâu. Nữa mình chia khoe tôn giáo này kia ra rồi phân này vậy nó mới tách, chứ còn anh em đồng bào dân tộc mình coi chung với nhau. Bởi tôi nói gia đình cũng vậy, nó gia đình mà có tu quên biết không, đó là gia đình văn hóa, xã hội có tu đúng là xã hội đó là văn minh, thế giới có tu gọi thế giới đó hòa bình, còn nhân sinh có tu là nhân sinh được giải thoát. Còn bây giờ đâu có đâu, nước nào nó cũng vậy, nó liệm liệm với nhau. Tao hỏi nha, nó đưa đâu có khi nào mà nó đưa thì nó bán thuốc, mà con nào nó cũng đưa cái chất độc vậy nè, nó đưa chất độc mày ngon mày vô mày vô tao đi mày ơi mày vô tao hả là chất độc của tao phúng ra là mày chết đó. Rồi con nào nó cũng khoe vậy thôi, nó khoe nó có chất độc. Thì 200 nước trên thế giới này nó thi nhau thì nó làm chất độc, cái nước nào giờ không có độc ít thì độc nhiều nó cũng phải có 1-2 trái độc mà, nhưng mà tại nó chưa có thử nghiệm, mà tại vì thử rồi nhiều người chết tao luôn sao vậy. Nó giờ nó cũng còn dè dặt, chừng cái phút 90 á rồi nó bung ra. Nên tôi nói ông cái chất hóa học này sau này, bây giờ chất hóa học nếu mà cái phán xạ này thì mình chế nó ra được mà quỷ diệt nó không được. Cái lậu gì cái con mà con vợ của anh đã cái con hại, nhưng mà tới thời gian nó sẽ hoại chứ đâu phải nó bảo quản gì hoài. Nên là bây giờ là sau này nó không quýnh nó cũng tự nổ chứ đâu phải là hoặc là tự xì. Đã cái gì mà nó hại thì nó không có lợi. Nên bây giờ là mình chế với nhau á, là để mà mình ghiềm với nhau lặng làm chi. Nhưng mà bây giờ là sau này nước kia thì cũng vậy. Tuy là không sau này không quýnh, nó không bung ra đi chăng nữa, sau này cũng tự hoại nó tự xì. Rồi mình cũng nhiễm, mình cũng chết chứ đâu phải nó đã 200 nước mà. Bởi vì tôi nói tại sao mà ông biết 200 nước trên thế giới này tại sao không có thằng nào dám đỡ tới Mỹ. Đứng một góc độ tôi đứng một bên mà tôi nói liền, tại sao cái thằng Mỹ tôi đẩy cho thằng Nhật hai quả đó, thấy Đức nửa nước rồi mà đợt này nó cũng chịu được. Tết này nó đẩy động đất bển chịu nữa, Nhật nó chịu nữa. Mà Quỳnh biết tại sao không? Khỏi nói tôi cũng vẫn biết. Quỳnh biết là tất cả những xe đầu máy đồ này kia Nhật nó với thằng gì biết không, thằng Trung Quốc. Tại vì tôi chỉ sắt thép chủ huynh cho huynh coi, rồi tôi biết nước nào là bị hoại nhiều, huynh biết nước nào mà làm giàu nhất ở trên thế giới này thì nó sẽ móc cái bầu quả đất ngay chỗ nó ở là nó bị bỏng. Giống như mình bán đất ở dưới chân mình thì nó phải không lẽ bán ngay chỗ mình mà bị sập ở chỗ người ta trước. Nên là tôi nói cho huynh nghe, nó không có nói là, còn tôi nói ở trên thế giới này bây giờ là nó thông báo gì tôi nói mà là thẩm những cái thằng mà thông báo nó cũng không biết gì đó, đo gì khí tượng điện văn gì nước dâng lên gì báo động đỏ 38% đồ này kia, hỏi chứ 72 rồi động 87.5 độ nó te nó tét kìa. Cái đó thì dám rồi đó, nếu mà thằng thông báo nó cũng không biết nữa.
thay vì nước lên ví dụ như lên 5 tấc, 3 tấc, 1 thước, 2 thước gì cho tao biết. Dầu hỏi chứ 8% lại nói vậy người ta có biết gì đâu. Không? Mà Quỳnh nghĩ Quỳnh có biết gì không? Nói vậy không có ai biết. Nói vậy nước giờ Đồng Tháp năm nay lên 7 tấc, 8 tấc hơn năm rồi lặn thước. Phải không? Vậy là nước dân lên hơn thước rồi này kia là thước thì 10 tấc cho tao biết còn báo động 3, động 4 rồi. Nói vậy thôi thua luôn. Tôi đây còn không rành đây đừng nói chi rồi nói thôi nói ba vụ đó mà hỏi là cái thằng thông báo nó không biết sao đó. Yeah. Hỏi đó vậy chứ hỏi nó không biết đó mà tao đây mày nói tao không hiểu rồi mấy thằng kia sao hiểu. Nên tu cũng vậy nữa bây giờ nè tôi nói tu bây giờ là tu tập chứ không phải kia tu kia bỏ liền bây giờ tập bây giờ nó mới đầu bây giờ gán làm sao bỏ thuốc về một cái vậy ăn rồi bắt đầu cái từ từ là bỏ thuốc bây giờ là bỏ và thời gian lâu là ăn ngon ha bắt đầu ha bởi tôi nói mấy ông kia tu giỏi lắm mà ông thầy tôi nói thầy nào cũng lợi hơn nói thầy vậy thầy tu này sao thầy tu giải thoát hay gì không ừ, tu giải thoát chứ tu giờ đang mong đang giải thoát. Ủa sao thầy tu giải thoát mà sao thầy còn hút thuốc dữ vậy? Ông nói chú biết không chùa của tôi á là một chục ông ấy thì hút thuốc là hết 7 ông rồi chuyên nói nha thì cái phát này thầy nói chùa thầy một chục ông mà hút thuốc hết 7 ông vậy phát này con nói thầy chuyến này ra phật ít nha. Bây giờ hỏi chứ ra gì nói đi với thằng tài nhiều như là tu bên phe có thằng tài với ông địa biết hút thuốc chứ tu bên phe phật có ông nào hút đâu.